Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 13 tháng 2, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức 10 Tường, cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51 kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép. Theo đó, các bị cáo bị xét xử hai tội, đó là tội buôn lậu, điều 188 Bộ luật hình sự và tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới, điều 189 Bộ luật hình sự. Sau phần thủ tục, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang công bố cáo trạng truy tố. Cáo trạng cáo buộc Hạnh là chủ mưu cầm đầu điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển đô la Mỹ vàng qua biên giới Việt Nam Campuchia cho các đối tượng buôn lậu. Cụ thể, trưa ngày 30 tháng 10 năm 2020, lực lượng công an tỉnh An Giang tuần tra tuyến biên giới Việt Nam Campuchia thuộc phường Vĩnh Ngương, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang phát hiện Nguyễn Hoàng Úc điều khiển vỏ tắc rắn từ hướng Campuchia đến khu vực tổ 7, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngương, thành phố Châu Đốc cập vào bờ đường Tuy Biên. Cùng lúc, bốn người đi bộ đến vỏ tắc rắn lấy ba bọc ni lông bên trong có chứa hơn 50,9 kg vàng nguyên liệu 99,99% mang đến để trên hai xe mô tô đang đậu thì lực lượng liên ngành tiến hành bắt giữ. Kết quả điều tra cho thấy một số tiệm vàng và Dương Công Cường có thỏa thuận chuyển tiền đô la Mỹ từ Việt Nam sang Campuchia và mua lại vàng của Tuốc, Hía, Phana đang sinh sống tại Campuchia chuyển về Việt Nam. Tuốc, Hía, Phana thôi Hạnh vẫn chuyển tiền đô la Mỹ vàng. Tiền công vận chuyển mỗi 100.000 đô la Mỹ là 70 đô la Mỹ, mỗi 1 kg vàng là 15 đô la Mỹ. Để vận chuyển tiền đô la Mỹ vàng qua lại biên giới Việt Nam Campuchia, Hạnh thuê và phân công các đối tượng trực tiếp liên hệ nhận tiền đô la Mỹ, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển. Các đối tượng vận chuyển đô la Mỹ sang Campuchia và nhận vàng vận chuyển về nhà của Hạnh để giao lại các tiệm vàng. Trước cáo buộc của viện kiểm sát, bị cáo Hạnh thừa nhận đã giúp sức cho đàn em trong vụ vận chuyển 51 kg vàng và có qua lại tiền bạc với Dương Công Cường. Bị cáo có giúp sức để mấy đứa nhỏ kiếm tiền thêm. Viện kiểm sát nhận định bị cáo tham gia vận chuyển là quá nặng cho bị cáo. Còn việc Lộc vận chuyển 200.000 đô la Mỹ từ tiệm vàng thì bị cáo không biết, bị cáo Hạnh nói. Nhóm bị cáo là chủ tiệm vàng cũng không thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Vân, tiệm vàng Vân An không thừa nhận mướn nhóm của Hạnh vận chuyển đô la Mỹ sang Campuchia để mua vàng đem về. Bị cáo cho rằng ai đến mua vàng thì bị cáo giao dịch chứ không biết gì. Bị cáo Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa, tiệm vàng Kim Ngọc Mai cho rằng bản thân không biết, không liên quan đường dây của Hạnh. Tương tự, bị cáo Trần Thảo Trang, tiệm vàng Thảo Kim Thành thừa nhận có đặt mua 31 kg vàng từ bị cáo Trương Thái Nguyên nhưng không biết đường dây Hạnh. Hết giờ làm việc buổi sáng, tòa tạm nghỉ. Chiều ngày 13 tháng 2, hội đồng xét xử sẽ tiến hành xét hỏi bị cáo Phạm Tấn Lộc, Lê Thị Bạch Vân và Mai Thị Ngọc Phấn. Trước khi có phiên xét xử ngày hôm nay, cơ quan công an đã phát hiện ra nhiều lệnh truy nã đặc biệt để truy tìm các đối tượng có liên quan trong đường dây. Cụ thể, ngày 8 tháng 11 năm 2020, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Hoàng Úc, Úc Mạnh, 49 tuổi và thông báo truy tìm 7 người liên quan. Theo công an, qua thời gian xác lập chuyên án, ngày 30 tháng 10 năm 2020, lực lượng các phòng nghiệp vụ đã bắt quả tang 4 bị can vận chuyển 51 kg vàng 4 số 9 trái phép qua biên giới. Mở rộng điều tra, công an xác định còn có 8 người khác liên quan đến vụ án gồm Úc Mạnh, Nguyễn Thị Kim Hạnh 51 tuổi, Mai Thị Ngọc Phấn 41 tuổi, Nguyễn Hữu Phước 31 tuổi, Nguyễn Văn Lê 36 tuổi cùng ngụ huyện An Phú, An Giang, Nguyễn Thị Thu Hà 43 tuổi, Phạm Tấn Lộc 31 tuổi cùng ngụ thành phố Châu Đốc và Lê Thị Bạch Vân 54 tuổi ngụ huyện Chợ Mới. Tuy nhiên, qua xác minh cho thấy hiện những người này không có mặt tại địa phương. Để phục vụ cho công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra thông báo truy tìm đối với 7 người trên. Theo cơ quan điều tra, đường dây buôn lậu của bà Trùm có tính chất chuyên nghiệp, tổ chức chặt chẽ, xảo quyệt, hoạt động nhiều năm trên tuyến biên giới. Cụ thể, theo kết quả điều tra bổ sung, sáng ngày 30 tháng 10 năm 2020, theo chỉ đạo của Hạnh, Phạm Tấn Lộc cùng Võ Văn Trung, Trần Văn Hải và các bị can khác thực hiện nhận tiền hàng trăm ngàn đô la Mỹ của các tiệm vàng Vân An, Kim Ngọc Mai và tổ chức vận chuyển qua Campuchia. Đáng chú ý, rạng sáng cùng ngày, các bị can khác cũng thực hiện giao nhận số tiền lên đến 3,2 triệu đô la Mỹ của tiệm vàng Trương Hưng để mua vàng lậu từ Campuchia về. Tiền được gom về tập kết ở nhà Hạnh. Lộc và Lê Thị Bạch Vân tiến hành kiểm đếm số lượng đô la Mỹ của từng tiệm vàng rồi báo lại cho Phấn và Hạnh biết số lượng để Phấn đi thu tiền công vận chuyển của tiệm vàng. Sau đó, Lộc, Vân, Hải, Trung, Nguyễn Hữu Phước mang tiền đến phủ thờ Nguyễn Mai của gia đình Hạnh.
để tránh lẫn lộn. Các tiệm vàng và cá nhân đều có ký hiệu nhận biết riêng như VH, tiệm vàng Trương Hưng, VI, tiệm vàng Trương Liêm, số 9, tiệm vàng Vân An, số 2, tiệm vàng Kim Ngọc Mai, KK là ký hiệu của Trịnh Kim Ba và Dương Công Cường. Khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, Minh cùng Lộc, Hải, Phước dùng tắc ráng vận chuyển đô la Mỹ sang Campuchia giao cho ông Tuốt, bà Hía và bà Phà Na, người Campuchia. Sau khi giao tiền xong, Lộc ở lại Campuchia chờ nhận vàng. Theo sự chỉ đạo của Nguyễn Hoàng Úc, các đối tượng cố tình chạy tắc ráng tốc độ cao qua chốt để lực lượng liên ngành chặn bắt, kiểm tra nhằm thăm dò tình hình, chuẩn bị cho việc vận chuyển vàng lậu về Việt Nam. Lúc này, Úc cũng ở khu vực biên giới để cạnh đường. Đến trưa, Úc điều khiển tắc ráng đến khu vực cột mốc 263-2 gặp Lộc nhận 3 bao vàng. Sau đó, Úc điều khiển tắc ráng chạy đến cặp vào bờ sát đường Tuy Biên để Hải, Minh, Phước, Trung vận chuyển vàng lên xe. Lúc này, lực lượng công an phát hiện vây bắt được Hải cùng tang vật là gần 51 kg vàng 99,99%. Sau đó, những người liên quan đã ra đầu thú. Hoạt động xuyên suốt thời gian dài mà không bị phát hiện. Quá trình điều tra vụ án, Lộc khai báo thêm về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Cụ thể, trước ngày cơ quan công an bắt vụ 51 kg vàng khoảng 3-5 ngày, Lộc có nhận 200.000 đô la Mỹ từ tiệm vàng Trương Liêm đem sang Campuchia giao cho ông Tuốt. Còn Phấn có nhiệm vụ đến tiệm vàng Trương Liêm nhận 100 đô la Mỹ tiền công vận chuyển mang về đưa cho Hạnh. Cơ quan cảnh sát điều tra nhận định đây là đường dây buôn lậu có tính chất chuyên nghiệp, được tổ chức chặt chẽ, có nhiều đối tượng tham gia. Trong đó có cả các đối tượng người Campuchia hoạt động xuyên suốt liên tục nhiều năm liền trên tuyến biên giới, ngay cả thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng chưa bị cơ quan chức năng nào phát hiện, điều tra xử lý. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, bí mật, xảo quyệt, qua nhiều trung gian, tầng nấc, có sự phân công vai trò cụ thể của từng đối tượng, sử dụng tiếng lóng khi giao dịch để đối phó với lực lượng chức năng. Ở những khâu quan trọng như giao nhận đô la Mỹ vàng với các tiệm vàng, các bị can chủ mưu cầm đầu chỉ phân công cho các đối tượng trung thành. Các bị can là chủ tiệm vàng ít trực tiếp giao nhận, chủ yếu chỉ đạo nhân viên thực hiện. Cơ quan cảnh sát điều tra nhận định, hành vi của các bị can đã trực tiếp xâm hại đến trật tự quản lý kinh tế, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương nên cần xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội. Về vai trò, cơ quan điều tra xác định Hạnh là chủ mưu cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển đô la Mỹ vàng qua biên giới Việt Nam-Campuchia cho các đối tượng buôn lậu. Có điểm đáng lưu ý là, trong quá trình điều tra bổ sung, Hạnh khai nhận trong quá trình trốn sang Campuchia do liên quan đến vụ án buôn lậu 51 kg vàng, Hạnh đã liên lạc về gia đình, chi 2 tỷ đồng cho một số đối tượng để chạy án. Nội dung này không liên quan đến vụ án buôn lậu vàng nên cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục điều tra xác minh, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!